Anh tên là Lê Trần Minh Hiếu, anh 24 tuổi. Anh có gia đình luôn yêu quý anh. Anh có ba mẹ, hai chị gái và một anh trai. Anh cũng trải qua tuổi thơ như các em. Từ nhỏ anh đã không ngoan ngoãn. Vì mê chơi game nên nhiều lần anh đã ăn cắp tiền của ba mẹ. Và có một lần ăn cắp tiền của ba mẹ đi chơi game về thì bị mẹ phát hiện. Và mẹ không đánh anh, mẹ ôm anh vào lòng và mẹ nói là làm như vậy là hư, mẹ dạy anh là không được làm như vậy. Và lúc nhỏ anh cũng rất là lì nên nhiều lần bị ba mẹ đánh đòn. Và mỗi lần bị đánh đòn thì anh la lối, anh khóc lóc, anh la lối ôm sợ. Và lớn hơn một chút, khi anh học đến lớp 8 thì anh đã tập tành hút thuốc lá và anh đã đánh lộn với các bạn học chung trường. Và càng ngày càng lớn lên, anh càng thích chơi chung với những người bạn xấu, những người bạn ai quậy là anh càng thích chơi chung. Và bạn anh toàn là quậy không. Và anh đã nghiện ma túy. Khi những người bạn anh học cũng đã nghiện ma túy. Và anh đã bỏ học và bắt đầu những ngày tháng tối tăm của cuộc đời. Anh đã ăn trộm, ăn cướp của người khác. Anh đã đánh lộn với rất nhiều người. Thời gian đó anh sống trong tuyệt vọng. Anh biết rằng ma túy sẽ giết chết bản thân mình và làm hại cho rất nhiều người khác. Nhưng lúc đó anh hoàn toàn bất lực, anh không thể làm gì khác. Nhiều lần anh đã cố gắng thoát khỏi ma túy, nhưng anh không làm được gì hết. Và các em biết không, khi đã xa chân vào ma túy thì không gì có thể cứu chữa được. Và cho đến một ngày anh được nghe về Chúa Giêsu đã đến thế gian để chết tha tội cho con người. Và chỉ có Chúa Giêsu mới cứu được anh. Và anh đã quyết định tin vào Chúa Giêsu. Và thật vậy, Chúa đã giải cứu anh, Chúa đã đổi mới đời sống anh. Anh không còn nghiện ngập nữa, anh không còn sống trong tội lỗi nữa. Và anh đã trở nên một con người có ích cho xã hội. Nhiều người ta nói rằng bản thân của mình, con cuộc đời của mình ra sao thì do phụ thuộc vào hoàn cảnh của mình. Nhưng với anh, cuộc đời của anh không phụ thuộc vào hoàn cảnh của anh. Vì anh có ba mẹ, người thân luôn yêu quý anh. Cuộc đời của anh nó lúc trước là do lựa chọn của anh. Anh không biết chọn bạn bè tốt, anh không biết lựa chọn điều tốt cho mình, nên anh đã sa chân vào tội lỗi. Và cầu xin Chúa ban phước cho các em. Và Chúa, từ khi anh đã đến với Chúa thì anh không còn sống trong tội lỗi nữa. Xin Chúa gìn giữ các em. Chúa sẵn sàng nghe những lời kêu cầu của ai kêu cầu Chúa trong đêm tối. Chúa sẽ nhận lời cầu xin của người đó. Và nếu các em có quyết tâm rằng mình sẽ trở thành một người tốt thì các em hãy đến với chính Chúa. Anh tin các em sẽ làm được. Và anh, cuộc đời anh tự nhiên ngày hôm nay là do chính cha ban cho. Và bây giờ đây anh muốn hát tôn vinh Chúa một bài hát Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường. Lời bài hát là những gì anh muốn nói với Chúa. Trước kia anh sống trong tội lỗi, nhưng Chúa đã cho anh thấy ánh sáng nơi cuối con đường để ngày nay anh được đứng đây để nói chuyện với các em. Tạ Chúa. Thank you.
khi đứng thương con nhận ra vì con đã mất mẹ dưới trời và sống trong những thú vui đời bỏ mặc bao người cho quên giàu những con người đồng thầm luôn mong cho đời ngày càng cách xa nhà cha do nước mắt mới bao tiếng gọi đời con sẽ có mãi không tan.